Xin chào mọi người, trên đây thì chắc hẳn rằng mọi người ai cũng biết đến dòng nước hoa Gucci Bloom nổi tiếng chứ danh dạo gần đây rồi phải không? Vậy thì ngày hôm nay Trinh cùng với mọi người so sánh xem phiên bản Gucci Bloom Ambrosia Defiery này với lại Gucci Bloom EDB xem có sự khác nhau gì nhé. Đầu tiên nhìn về thiết kế thì mọi người sẽ thấy Gucci Bloom Ambrosia Defiery này có một cái màu đỏ rất là nổi bật, mà khi nhìn vào á mình tưởng chừng như đây là một cái chai nhựa, nhưng thực tế nó là một cái chai thủy tinh được sơn mài màu đỏ tía kết hợp với lại cái nhãn dán ở phía trước này là một cái màu hồng ha, và viền xung quanh nhãn dán là một cái màu đen, thì nó giúp cho cái chai khi mà cầm á nó rất là tạo cảm giác rất là quyền lực nè, mạnh mẽ và cá tính. Thành phần chính của chai nước hoa Gucci Bloom đỏ này đó chính là nụ hoa nhài, hoa huệ Ấn Độ, hoa hồng Damask và Orris Tuscan. Thì cái hoa hồng Damask này á, là một trong những cái cánh hoa hồng mà thơm nhất và được chắt lọc từ những cái tinh chất của những cánh hoa hồng đó, và mùi nó sẽ mùi hương hoa ấm ha. Tiếp theo đó chính là Orris Tuscan. Orris đó là một cái nhung chắt lọc từ cái tinh chất của một loài hoa mà nở vào một cái vùng đất Tuscany vào tháng 5, và đây cũng là một trong những cái loài hoa quý hiếm ở cái vùng đất này á mọi người. Và nó cũng là thuộc dạng họ của rễ dương vĩ nè, iris nè. Thì đó là cũng là dòng họ nhà cây bông hoa dương vĩ, và nó sẽ cho ra một cái mùi hương là nó ấm tựa như là phấn mọi người, giống như bột bột phấn phấn á ha. Thì đó chính là những cái thành phần chính ở trong chai nước hoa Gucci Bloom đỏ này. Trước đây khi mà thử sơ qua cái mùi hương của Gucci Bloom EDB này á, thì Trinh cảm nhận rất là rõ cái mùi hương của hoa nhài và hoa huệ. Và Trinh nghĩ rằng mọi người thử qua thì cũng sẽ có cảm nhận giống như Trinh vậy. Nhưng dạo gần đây khi mà Trinh trải nghiệm nhiều hơn cái Gucci Bloom đỏ này trên da của mình thì Trinh thấy có một cái sự khác biệt rất là rõ. Ở Gucci Bloom đỏ này nó vẫn giữ cái nét hoa nhài và hoa huệ, nhưng cái mùi hương ở trong đây nó thêm thắt với kết hợp với lại hoa hồng Damask và Orris Tuscan nữa như Trinh chia sẻ lúc nãy á, thì cái mùi hương nó sẽ dịu hơn, nó dịu hơn và nó có một cái chút mùi vị của phấn nhẹ, nó rất là mướt mát vỗ về trên cái làn da của mình á. Ban đầu nha mọi người, khi mà xịt cái Gucci Bloom đỏ này ra da thì mình sẽ nghe một cái hương vị nó hơi nồng hơn một xíu. Mình sẽ nghe một cái hương vị nó nồng hơn một xíu và nó tỏa mạnh hơn là cái Gucci Bloom EDB này. Nhưng mà khoảng tầm một tiếng sau á thì cái mùi hương nó mới bắt đầu có sự khác biệt rất là rõ rệt. Ở cái Gucci Bloom EDB này á thì khi mà ngửi ở trên da nó sẽ là một cái mùi hương hoa trắng, và nó chỉ là đơn giản một cái mùi hương bông hoa trắng thôi mọi người. Nó rất là đơn giản như vậy, và về sau nó sẽ nhẹ hơn nè. Nó nhẹ hơn, vẫn là nốt hoa nhài, hoa trắng đó, hoa nhài hoa huệ đó, nhưng mà nó nhẹ hơn và nó rất là tươi tắn. Còn riêng với lại cái Bloom đỏ này, khi mà mình xịt trên da khoảng một tiếng sau thì cái mùi hương nó bắt đầu phấn hơn, nó ấm hơn và nó mịn màng, nó mướt mát hơn, và Trinh cảm thấy cái tông sâu của Gucci Bloom đỏ này nó rất là thơm. Nó cảm giác cho mình rất là dịu dàng, và cảm giác là một cái mùi hương nó trung hòa hơn là cái Gucci Bloom EDB này. Mà Trinh nghĩ là mọi người chỉ có thể cảm nhận được cái sự khác biệt này khi mà mình trải nghiệm cùng một lúc hai mùi hương ở trên hai cái cánh tay của mình á thì mới nhận ra được. Chứ còn mà mình trải nghiệm riêng lẻ từng mùi á thì phải tinh ý lắm á mới có thể nhận thấy được cái sự khác biệt này á ha. Thì nói như thế này cho một cách nó đơn giản nè. Gucci Bloom EDB nó giống như là một cô nàng rất là cứng nhắc, rất là nguyên tắc và khuôn khổ. Một là một, hai là hai. Còn đối với Gucci Bloom đỏ này á thì nó là một cái cô nàng mềm mại hơn, uyển chuyển hơn, có thể giải quyết được mọi vấn đề một cách khéo léo nhất ở từng cái trường hợp, từng cái hoàn cảnh khác nhau, thì nó sẽ là một cái cô nàng nó dịu dàng hơn. Đó thì Trinh phân tích như vậy và Trinh ví dụ như vậy để cho mọi người có thể dễ hình dung ra hơn về hai cái mùi hương này ha. Vậy thì nên chọn bản nào? Nếu như bạn là một người thích một cái mùi hương hoa nhài, một cái mùi hương hoa trắng mà thuần hoa nhài á thì có thể trải nghiệm Gucci Bloom EDB này. Còn nếu như mà bạn thích một cái mùi hương mà vẫn hoa nhài nhưng mà nó sẽ mềm mại hơn, nó dịu dàng hơn, nó đầm thấm hơn và cuốn hơn á thì có thể trải nghiệm Gucci Bloom đỏ ha. Và nếu như là Trinh chọn bản nào thì chắc chắn Trinh sẽ chọn bản Gucci Bloom đỏ này nha mọi người ha. Mùi hương này thì phù hợp với ai?
Thì theo như Trinh thấy là cái mùi hương này nó sẽ phù hợp với lại các chị mà trên 28 tuổi hoặc là các mẹ của mình nè. Bởi vì những cái mùi hương mà nó hương hoa như thế này thì Trinh thấy là phải có một cái tính cách mà chững chạc hơn một xíu và phải trưởng thành hơn một xíu thì mới có thể thích những cái mùi hương như thế này. Còn các bạn trẻ thì Trinh nghĩ là sẽ không thích lắm đâu ha. À, và nói về cái độ lưu hương á, thì đối với cái gu xịp lum đỏ này lưu trên da của Trinh đâu đó khoảng tầm 8 tiếng, có thể hơn một xíu. Còn đối với cái gu xịp lum EDB á, thì Trinh thấy nó lưu tầm 6 tiếng á mọi người, nó sẽ thấp hơn ha. Còn về cái hoàn cảnh sử dụng á, thì Trinh thấy là đối với hai mùi hương này mình có thể sử dụng ở trong cái môi trường văn phòng đi làm cũng thích hợp, và mình đi chơi vào những cái buổi cà phê buổi tối với bạn bè thì Trinh thấy là cũng hợp luôn. À, và có một cái đặc biệt này nữa, nếu mà sử dụng mùi này đi với lại người yêu của mình á, thì Trinh nghĩ các anh cũng thích lắm nha. Bởi vì mỗi khi Trinh sử dụng cái mùi hương này thì Trinh đều được khen là mùi hương rất là thơm á. Thế mọi người đã sử dụng qua hai cái mùi hương của nhà Gucci Plum này chưa? Hãy comment chia sẻ những cái cảm nhận của mọi người về hai cái em này cho Trinh biết với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì hồi nãy giờ đã lắng nghe cái chia sẻ, cái review của Trinh. Hẹn gặp mọi người vào những cái video sau, và mọi người nhớ đăng ký kênh của Trinh để không có bỏ lỡ bất cứ cái video nào khi mà Trinh chia sẻ ra với mọi người nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người nè. Bye!